Chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình là Thanh NG đây. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một tựa game rất là hay, là sự kết hợp giữa Stickman phiên bản người que với tựa game là Shadowfire. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nhờ. Thì mình sẽ để cái link của cái tựa game này phía dưới nhé. Thì anh em có thể tải về và chơi trực tiếp trên điện thoại. Một cái điều đặc biệt nữa là cái tựa game này có bản full tiếng Việt. Nó sẽ bắt đầu thôi. Thì chúng ta sẽ lên nhân vật của mình. Và hiện tại mình đang cấp 1 thôi. Và chúng ta sẽ thử bắt đầu xem thế nào nha. Đây, chúng ta sẽ chơi ngay cái cửa Anders Caster, một cái lâu đài gồm những toàn sắc sống ấy. Thì chúng ta sẽ có này, nó sẽ chia ra từng những cái mức độ khó khác nhau này. Sẽ có dễ này, thường, khó, cực khó, ác mộng và địa ngục. Mình sẽ chơi ở mức độ bình thường trước nhé. Mình sẽ vào thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ sao? Cường hóa 10% sát thương này. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Ấn vào chơi nào. Mỗi lần chơi mình sẽ mất 10 cái thanh năng lượng tất cả. Và chúng ta sẽ vào và chiến đấu thôi. Chúng ta sẽ có nút di chuyển sang trái phải này, chém thường này, nhảy lên để xoay và chém này. Và một chiêu là phi tốc độ. Cũng như là bốn skill để ra. Hiện tại là 4 skill mình đang bị khóa rồi. Vì thế chúng ta sẽ cần là chiến đấu rồi. Tiến lên nào. Anders, vào đây. Đấy, cho anh em có thể hiểu kết hợp giữa Shadowfire và tựa game này. Xong phim, chúng ta tiếp tục tiến lên nào. Nó vào đây, còn Anders đây đúng không? Nó hai ra từ hai phía rồi. Phi tới đấy. Nhanh chưa, chúng ta nhận được thêm vàng. Nhảy lên, chúng ta chín. Ơi trời ơi, mày chạy đâu này, không có thủ nhỉ? Thật sự không có thủ đấy. Nào, chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên. Anh em nhìn thấy đây là cái tựa game là Shadowfire, à hình cái bóng này, và Stickman. Ôi trời ơi, bọn bắn cung khó chịu thế. Lướt tới, đâu rồi? Đấy, xuyên quá. Rồi, né này. Bắt đầu quen rồi đấy, xong. Mình vẫn bị một chiều anh em ạ. Chúng ta nhận được thêm vàng trong quá trình tiến lên. Và chúng ta được 3 sao nếu khoảng thời gian còn lại nhiều hơn 1 phút. À, thì mình hiểu rồi. Nếu thời gian ít hơn 30 giây là 1 sao anh em ạ. Và đây là quà này. Chúng ta sẽ nhận được thêm cái gì? Một cái trong 3 phần quà. À, rồi mình hiểu. Ngẫu nhiên đúng không? Bấm vào để đổi thưởng này. Bấm vào đây để xem quảng cáo à. Chúng ta sẽ hướng dẫn thôi. Đổi luôn. Và mình thoát ra, đổi ra vàng. Vàng thì mình chắc có thể nâng cấp nhân vật của mình lên được. Nâng cấp này, chúng ta sẽ tăng cho nó cái thanh đao đúng không? Giới hạn cấp độ trang bị sẽ tăng lên 10 cấp nếu bạn dùng game. Chúng ta sẽ dùng một viên game. Và nó sẽ hướng dẫn kết thúc rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục cái trận thứ hai. Có cả nhiệm vụ cả, hay phết nhờ. Sử dụng hai cái linh hồn để tăng cái sát thương. Còn cái gì nữa không? Chúng ta sẽ bắt đầu thêm trận đấu này. Mình sẽ chơi ở cửa thứ hai, cửa 1-2 đây. Và chúng ta sẽ vào thôi. Tiếp tục tiến lên và chiến đấu. Đấy rồi. Nhảy lên. Xuyên quá. Trời ơi, xoay này. Hơi ít người. Mày vào đây. Mấy con này. Con này vào đây. Quay lại mấy hàng cung này. Mình sẽ nhặt thêm vàng ở đây. Cái điều khiển bằng cái bàn phím thì nó hơi khó một chút. Đây là chuẩn bị ra đây. Cái con này. Từ từ nhá. Lướt quá. Ui dồi, thằng quỷ kìa. Quỷ giữ một phát. Vào đây này. Chúng ta sẽ nhặt thêm ít vàng. Tiến lên nào. Đợi đông đông mình sẽ dùng tuyệt chiêu xuyên qua nha. Quay lại hai con cung này. Xoay này, thằng cầm giáo. Mình cầm thêm được một cái poison gì đó. Tiến lên. Xuyên qua. Cái thằng cầm khiêng với cầm giáo này. Mấy con quỷ. Cứ nhận đồ họa rất là đẹp. Nào. Mình sẽ được thưởng thêm một số cái phần thưởng cái quà gì đây. Rồi, mình nhận thêm được cái gói quà này. Và có thể đổi quà sang vàng. Thoát ra. Để tiếp tục là chiến đấu ở cửa tiếp theo. Tính năng phụ kiện này. Để làm gì?
chúng ta có thể là chế tạo được đồ cả. Đây là hòm đồ của mình, để mình xem nào. Tính năng dung luyện, dùng nó để khiến bón món đồ của bạn là mạnh mẽ hơn. Hòm kho báu này, chúng ta sẽ mở cái thời gian miễn phí. Khi thời gian miễn phí đến, bạn có thể mở một cái hòm này miễn phí anh em ạ. Free trong vòng khoảng gần 2 tiếng nữa. Hướng dẫn kết thúc này. Rồi, chúng ta quay trở ra. Mình có 5 lần xem quảng cáo này. Black Market, cái event gì đây? Một số cái sự kiện mới à, quà tân thủ này, ngày đầu tiên. Đấy. Gói trưởng thành, cái này là chúng ta cần phải nạp game thôi, không có gì nhiều. Nâng cấp, mới phải nâng cấp lên cái trang bị. Cái này là gì đây? Đây là cái áo choàng của mình đúng không? Chúng ta có thể là dùng 20 vàng để nâng cấp lên này. Cái này thì không nâng được nữa. Chúng ta nâng lên cấp 3 đi. Phải dùng game để mở khóa cái mình cứ nâng cấp như thế này đã. Trước tiên đã, kỹ năng này. Ok, chúng ta sẽ cần 20 vàng để mở cái kỹ năng đầu tiên à. Mấy cái kỹ năng có mở được không? Đầu tiên phải mở cái này trước này, đúng không? Cấp 5, yêu cầu cấp 5 của cái này thì nó mới mở được này. Cấp 4 thôi. Cần cấp 4 để nâng cấp cái này lên cấp 4 của kỹ năng này luôn. Hiện tại mình mới đang là cấp 3, khá là yếu. Rồi, chúng ta sẽ chơi ở cửa 1-3 này. Chiến đấu. Tiến lên. Vào đây. Vào đây. Vào đây. Vào đây. Xuyên qua. Hay. Xoay. Né đòn. Xuyên này. Nó đang mày vào đây. Xuyên quá. Mình có một chiêu rậm xuống cơ mà. Né. Né sang bên này. Đông thế nhở, đông thế nhở. Mình không có tuyệt chiêu, đánh hơi khó khăn. Này này, xong hết. Chúng ta sẽ nhận thêm vàng ở đây. Một cục vàng nó bị lăn đi mất rồi. Nào nào, tiến lên. Chúng ta sẽ bỏ cái chuột đi nha. Nào, xem con nào đến đây, vào đây. Mấy hàng cầm khiêng à. Bây giờ toàn quái cầm khiêng thôi, toàn cái cầm khiêng thôi. Không có cung. Vào đây, đúng rồi. Làm sao để dậm xuống nhỉ? Mình có tuyệt chiêu dậm cơ mà. Có tuyệt chiêu dậm cơ mà. Hơi khó dậm nhỉ? Dậm kiểu gì ta? Mình chỉ có mỗi một tuyệt chiêu là free này, phi lên trên này. Và xoay kiếm. Xoay cái thanh đao của mình. Đây là thanh đao chứ không phải thanh kiếm. Lướt quá. Lướt quá. Lướt quá. Đáng lẽ là sang bên kia đã. Sang bên kia đã. Tính sau 99% này. Để khỏe phết. Xoay nó đẹp chưa. Ui. Con kia cầm ấy điện à? Một phát này. Vào đây. Xoay nhầm hướng rồi. Xoay nhầm hướng rồi, đẹp thế nhở. Ủa, như kiểu là cái lưỡi hái tử thần ấy. Khi nó xoay ấy. Tiến lên nào. Chúng ta sẽ được nhận thêm quà ở đây. Sẽ đổi sang tiền thôi. Nói mình nên tiếp tục thì đúng hơn. Hiện tại thì mình vẫn chưa lên cấp cao lắm. Mình sẽ cố gắng chơi hết cái thanh năng lượng đó nhá. Xong mình sẽ chuyển sang map khác, chuyển ra phần nâng cấp sau. Con này một hit. Một hit. Tại sao lại xoay ở đây nhỉ? Lại xoay đây, lại xoay. Lại xoay, lại xoay. Xoay đi. Lại xoay, hay thế nhỉ? Vào đây. Đánh đã tay. Để tự game chặt chém trên điện thoại nhẹ nhàng và đã tay. Hình ảnh cũng hay nữa chứ. Có rất nhiều đồ thứ để anh em có thể khám phá được. Xuyên quá. 99 máu. 99% máu này. Nó đông ấy nhở. Đông thế nhở. Đông thế nhở. Đông thế nhở. Bây giờ mình rất là trâu bò rồi. Vào đây. Thử xem nào. Nhưng mà cái độ khó này độ khó ấy thôi. Độ khó thường thôi. Còn mấy cái độ khó tinh anh hoặc là ác mộng thì làm sao mà chơi được đây. Nhặt hết vàng, nhặt hết vàng, nhặt hết vàng. Cũng 2 vàng một lượt đấy. Có boss không? Xoay tại chỗ. Xoay tại chỗ. Xoay tại chỗ này. Vào đây này. Vào đây này. Đóng cổng luôn. Ui, có mấy cái con nó bay bay kìa. Khó chịu chưa ta. Xuyên qua. Tối đa luôn. Ô, bắn phép. Bắn phép, bắn phép này. Ui, di chuyển trên không luôn. Kinh phết. Này này, mấy con này. Mấy con này, mấy con này. Xoay mày chết luôn. Ôi xùa. Bay đi đâu. Mình cần phải xoay nó. Xoay nó.
Này chết. Anh em ạ, xoay từ trên dưới xuống có vẻ ổn hơn. Thế lên nào, cửa này hơi khó một chút nhờ. Thời gian hơn 1 phút mình được 3 sao cơ. Đông này mình nhận thêm được một cái level up kìa. Còn có 8 dãy thôi. Xoay. Mày nhờn này. Từ từ, con này bắn thấm lắm nhá. 99 này. Chạy đi đâu, hai con đai luôn. Một phát nữa. Rồi, như lần này mình chắc là được có khoảng 2 sao thôi. Tại vì thời gian nó hơn 1 phút mà. Đấy, mình có 2 sao vàng thôi. Và nhận thêm được 180 này. Mình đã lên cấp rồi và mình sẽ nâng cấp thêm cho nhân vật của mình nhá. Nâng cấp lên này. Hoàn thành một hành tựu, ấn vào kiểm tra này. Chúng ta nhận thêm 5 cục game, giết 100 con quái vật. Nâng cấp này. Mình có học kỹ năng mới anh em ạ. Đây, chúng ta mở khóa kỹ năng này rồi. Đấy, kỹ năng này. Kỹ năng này là cái trận động đất đúng không? Thanh kiếm động đất, chiến binh sẽ biến mất rồi lao xuống từ trên bầu trời, gây ra một đòn chấn động cực mạnh, sát thương xung quanh. 100% sát thương này hồi trong vòng 18 giây. Một chiêu mới và mình sẽ cần nâng cấp được lên này. Đấy, đang nâng cấp. Ui, càng ngày càng tốn nhiều anh em ạ. Ôi chà, hết rồi, hết tiền rồi. 170 trên 100 à, đánh thoải mái luôn thôi. Cấp này đi, chơi thử. Mình có chiêu mới anh em ạ. À, mình sẽ có chiêu mới, chiêu này chiêu gì nhỉ? Đây. Wow. Thanh kiếm làm cho đất nứt ra. Đang cầm cờ này. Ai chà. Mấy đang cầm cờ. Cầm đấy. Ấy, à, sao có con đứng này nhỉ? Nào, lên. Đúng rồi. Hay. Mấy con này thì cần phải chết trước ấy. Chết trước. Tờ. Nó hay đấy nhở, nó né kìa. Né này. Chết, trời ơi, tốn thời gian quá. Di chuyển nhanh nhất có thể. Để lên và đánh vào nó. Vào đây. Mình ghét nhất là mấy con bay bay này. Vào đây. Đứng đấy, nó không dám ra rồi anh em. Không dám ra rồi. Bay lên, xoay này, lao nhanh. Bỏ mấy cục vàng đi, không cần thiết lắm. Đây này, cái con này trước này anh em, đúng rồi. Đúng rồi, tụ hết vào đây. Hơi ít, thật sự hơi ít. Hay lắm, tiến lên ạ. Lao tốc độ cao này, mấy con này vào đấy. Mấy cái con cầm khiêng, mấy con lùn. Dạng như kiểu yêu tinh ấy, bọn kia là bọn yêu tinh bay, xoay. Này. Né hết. Chạy đâu, ôi nó chạy anh em ạ. Chạy này, mình quen rồi đấy. Mình có thể là vừa phi vừa phóng. Ôi con boss kìa. Nào, tuyệt chiêu, hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn. Hay quá. Và thời gian mình chỉ hết có 1 phút 18 giây thôi. Chúng ta nhận thêm quà này, thêm vàng này, thế thôi. Tiếp tục tiến sang cái cửa khác. Hy vọng bạn có những trải nghiệm tuyệt vời với Stickman Legend. Mình sẽ đánh giá sau đi. Mình đang có một cái quest nhận này. Nâng cấp vũ khí đạt cấp độ 5 à. Nhận hết luôn. Giết 6 loại quái vật chưa được. Nhiệm vụ hàng ngày đây. Nâng cấp nhẫn cấp 6 à. Sử dụng 6 linh hồn và xem 6 quảng cáo này. Nâng cấp cái nhẫn của mình. Cái nhẫn của mình đang là cấp 5 đúng không? Đấy, và mình đã hoàn thành xong cái cấp 6 rồi. Chúng ta sẽ nhận thưởng ở đây. Nâng cấp nhẫn 6 lần chứ không phải cấp 6. Hơi nhầm rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ tiếp tục cửa số 6 này. Tiến lên. Khá ổn. Nhân vật mình gọi là khá ổn. Đấy, đẹp trai vãi. Vào đây. Thằng này vào đây. Lướt qua. Đây rồi. Tuyệt chiêu. Hào ngay tiêu diệt gọn. Cái con này á. Bây giờ quá quen rồi.
quá quen rồi, lướt qua, chưa đủ, chưa hồi lướt. Rồi mình sẽ dụng nó ra đây á. Ôi giời, mắc nút đấy nhở. Chết mày này, lướt nhanh để thời gian dưới 2 phút. Kiểu gì phải dưới 2 phút, à dưới 1 phút chứ. Dưới 1 phút đi. Lướt quả này, cái con bắn cung. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Wow, con boss kìa. Con boss này. Mày á. Chết ngay, úi dồi ôi, con boss to tướng luôn đấy. Con boss khổng lồ đầu tiên mình gặp, không phải boss mà là chỉ là hàng quân thôi. Có gì đâu. Ái chà, ái chà. Đấy rồi, tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu. Ái chà. Lướt qua. Hủy diệt hết. Đấy rồi, thôi rồi đấy. Này. Con boss kìa. Quái thú khủng xuất hiện này. Con gì kìa? Đâu rồi? Quái thú khủng đâu rồi? Hình như nó ở dưới này rồi. Úi giời. Quái thú khủng thì mình đã hạ gục xong hết rồi. Rồi chúng ta sẽ sang cửa mới ở dưới này. Chúng ta sẽ nhận được cái nâng cấp kỹ năng này. Nâng cấp cái này lên phát nữa này là được, hoàn thành xong cái nhiệm vụ nó yêu cầu được giao. Nhận thêm được 12 cục này, sử dụng là 6 cái linh hồn này. Rồi mình có thể nâng cấp mấy cái bọn này lên để nâng tối đa cái này kỹ năng này. Kỹ năng hiện tại của chúng ta cái này nó yêu cầu là cần cấp độ 10 của nó yêu cầu cấp độ 10 thôi chứ không có gì nhiều lắm. Cái này càng nhiều vàng thì ta sẽ càng nâng cấp rồi, tăng sát thương vật lý này. Đấy. Nâng mỗi thứ một chút. Cái này thì từ từ nha, mình sẽ nâng cấp tất cả lên trước. Hết vàng. Cấp 6. Cái ST chí mạng là cái độ chí mạng của mình đấy. Bỏ qua này. Cái này chúng ta sẽ cần phải xem quảng cáo sau đi. Mình sẽ sang cửa 7 nha và mình sẽ quăng đánh con boss này. Chơi. Lên. Stickman. Lên nào. Lướt qua. Cái con cầm cờ này. Đây rồi. Tuyệt chiêu này. Hào cũng nhanh tiêu diệt gọn. Vàng. Bên này vẫn còn này. Con boss à. Vào đây. Shadowfire đây. Phong cách Shadowfire. Chưa hồi. Sao đông thế nhỉ. Lên đây. Vẫn không chết ta. Bao nhiêu con. Còn có 95% máu rồi kìa. Kinh dị. Nó khỏe lắm nha. Trận này mình có thể khá khỏe đấy. Một bé này. Vào đây. Cái con bay này. Lướt qua. Xong ngay. Mình thêm một cái lọ máu kìa. Nhưng mà lọ máu dùng kiểu gì ta? Mình chưa biết dùng lọ máu luôn. Mấy con boss to đâu rồi? Không thấy đâu cả. Chỉ còn mấy thằng yêu tinh này. Anders. Đúng là Anders cũng khác. Còn này là cấu gì ở thấm phết nhờ. Tốc độ nhanh mà. Một cái cuộn giấy gì đó. Các cái item thì mình còn chưa biết cách dùng cơ. Như thế nào đây? Này, vào đây. Boss đâu? Mình sẽ để dành chiêu dùng boss. Đây rồi. Mấy con này nó khá là khó chịu. Hai chà. Còn nữa không? Chắc chắn sẽ còn chứ còn có hai con này thì hơi yếu. Hai con này hơi yếu này. Ấy. Ôi kìa. Thằng gì kìa? Vừa lướt qua mình nhỉ? Vừa lướt qua này xong. Vừa có một cái xe gì đó nó lướt qua mình xong. Ok. Nhiều khá là hài. Mình đã nhận thêm quà hai cái điểm này. Ấn thoát ra. Mà nó có hướng dẫn gì nữa không? Không đúng không? Cửa 18 rồi. Mình đánh cửa 18 này. 19 là boss. Đánh cửa số 19 là boss. Cố gắng đến boss. Bọn này chỉ nhanh thôi. Một phát rậm này. Nhanh gọn nhẹ. Không dính à? Không dính à?
không dính à. Giết con này trước, giết con này trước. Một phát này em. Này này, hai con à? Hai con. Hai con rồi, dậm nó. Không chết à? Khỏe đấy. Vượt qua, né đòn. Né đòn, né đòn, né đòn. Mất đầu. Rơi đầu mấy con khổng lồ. Con người đá đi. Cái nhạc hay vãi. Mày nhơn, nhơn. Xuyên. Được chiêu. Chết này. Rồi xoay. Xoay. Nhơn này. Vào đây. Lướt qua. Con người đá kìa. Con người đá kìa anh em. Đấy, có cái con xe gì đó gì nó vừa lướt qua mình ấy. Không biết đó con gì. Không cần biết. Level up. Cấp 9 rồi. Vàng, hai vàng một phát. Đây rồi. À đây, từ từ phải giết con này trước này. Con bắn trên trời trước này. Nhờ lùi xoay cho như thế này thì biến mất cái không trung và dậm một phát. Tốc độ thằng này. Thằng này vào đây. Xoay. Lướt qua sang bên này. Để nó không thể nằm. Mày vào mày nhảy á. Nhảy á. Chết. Hay. Ok. Chúng ta sẽ sang next theo cái bàn tiếp theo nha. Tiếp tục này. Quá cái này đấy. Cái gì đấy ta? Tại sao chưa quảng cáo 21? Tự nhiên có cái gì vậy? Nó bắt đầu mình xem quảng cáo anh em ạ. Lần sau mình không cần ấn tiếp tục mà mình sẽ thoát ra thì nó sẽ không sao. Sẽ không có quảng cáo. Cái này thấy ít quảng cáo đấy. Nhiều game mà quảng cáo loạn hết cả lên này. Chẳng biết thế nào một lần. Không biết có ăn được boss không nữa. Chưa nâng cấp. Vấn đề là tôi chưa nâng cấp. Này này, này vào đây. Mấy con boss rồi. Cái này đánh như không mất tí máu nào luôn. Vàng. Một cái bình gì nữa kìa. Một cái bình vàng vàng kìa. Bình xanh xanh. Nó mất luôn khi rơi xuống đất. Trong vòng 2 hoặc 3 giây thôi nó sẽ. Đấy. Cái thằng cái con ngựa kìa. Chắc là boss trận này sẽ là cái con ngựa đấy. Chắc mình nghĩ là thế. Vào đây. Mấy con này vừa đánh như là mình không suy nhê gì luôn. Không suy nhê luôn. Biến mất và dậm xong luôn. 2 phút tức là có 4 cửa cơ, không phải là 2 cửa nữa. Nó sẽ có 4 cửa. Nhờn. Mình vừa lướt trên không anh em, thấy không? Biến mất. Chạy đâu? Lướt nhanh. 2 phút 10 giây. Xem nào đây. Một dậm. Mấy con bắn cung này. Mấy thằng boss đâu? Chưa thấy nhở? Vẫn chưa thấy nhở. Xoay hay thật. Thấy rồi. Ồ, đánh còn 92% máu này. Con quái to thế này. Biến mất trên không trung. Và đánh nó. Kệ mày. Ui. Ui giời. Không được rồi. Lướt qua. Ôi giời ơi. Làm sao bây giờ? Biến mất trên không trung này. Nó khỏe phết đấy. Em. Còn 15% máu kìa. Khỏe thế chưa? Thôi rồi, còn 12% máu. Lướt nhanh. Úi dồi ôi, tí thì đài nha. Được chiêu, biến mất. Ôi giời, đấm trúng người mình rồi. 44% máu kìa. Còn có 4% máu rồi, ôi trời ơi. Khỏe vãi. Làm sao đánh cái con golem này đây. Ok, để hồi sinh này. Dùng 5 game để hồi sinh đấy. Nào vào đây. Ô, thế quái là sao bị mất mấy chục vậy? Thôi rồi, còn có 12% máu này lại là cái trường hợp. Ôi.
làm sao bây giờ? Còn 25% máu chẳng lẽ lại à? Rồi, chắc chắn mình phải dùng 5 gem hồi sinh thôi. Và mình trận này phải cố gắng nào. Thời gian này không được, chúng ta không thể nào mà dùng 5 gem được. Nó không cho mình dùng rồi. Thế chứ nhờ. Thôi mình sẽ phần nâng cấp nhân vật của mình lên thôi. Không được, trận này yếu quá. Công này tăng thủ lên này. Tăng thủ lên một tí nhờ, hay tăng máu nhờ. Nó sẽ nâng máu lên một chút nha. Mắc công rồi nhưng mà không hết vàng rồi anh em. Mình chắc chắn phải chơi cái cửa 1.9 này. Tại vì là cường hóa để làm gì? Trong một màn chơi này chúng ta có thể cường hóa cái này lên. À, có thể cường hóa vũ khí hoặc là cường hóa giáp lên này, cường hóa máu lên này. Đấy, cho hãy cường hóa lên. Con boss này khó chịu quá. Đấy, không ăn nổi. Mấy con này thì yếu này, chứ không có gì cả. Có con boss kia khỏe. Mình đã được búp công lên mà. Khá là ổn. Lướt qua. Thế nên chúng ta phải cần né các chiêu thức của nó trước khi nó có thể hạ được. Không phải đơn giản nhá. Trò này gặp boss thì đúng à, sấp mặt. Cái con golem này. Một cái bình gì đó tăng máu à? À, cái bình này chỉ là tăng máu tạm thời thôi. Nào, biến mất. Mình tăng thủ khá ổn rồi nên mình không lo lắng lắm với cái phần một vấn đề phòng thủ. Chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên nào. Phía này một bé này. Lướt qua xoay này. Biến mất một phát rậm xong rồi. Đây cái cửa boss rồi, chúng ta như đến cửa boss đây. Con boss thì mình đã chuẩn bị đầy đủ rồi, chắc trận này không thể thua được đâu. Lúc trước là mình quên không về nhà nâng cấp ấy, cứ đánh mải mê đánh liên tục ấy, tưởng là có thể ăn được. Nhưng mà không hề đơn giản. Mày này, quái khủng xuất hiện rồi kìa. Biến mất đã. Có phải con này là con quái khủng không? Chắc vậy rồi. Trời ơi, bây giờ thì không có vấn đề nha. Cái chiến thuật là bay và nhảy. Đừng. Ôi trời ơi. Nó vẫn đánh được mình kìa. Biến mất. Mày đánh đi này. Mình có một con lướt. Cố gắng để ý chiêu lướt ấy. Này. Né ra, đúng rồi. Xong ngay. Xoay này. Ok, và mình đã hạ được cái con boss rất là khó chịu. Rồi thì chúng ta sẽ kết thúc tập này nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Stickman Legacy. Bye bye.